Trong khi người dân khu vực Bắc Trung Bộ vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua để ổn định đời sống, thì người dân khu vực miền Bắc lại đang phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện một đợt mưa dông trên diện rộng bắt đầu vào đêm nay, ngày 20 tháng 9. Theo cơ quan khí tượng, hiện có một khối không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam và dự báo khoảng gần sáng ngày 21 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng mạnh xuống miền Bắc. Còn từ đêm nay 20 tháng 9 trở đi, phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, phía Đông Bắc Bộ có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Đợt mưa này có thể kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lũ gây ra, người dân khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng mưa lớn, sinh lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ, gây thiệt hại về người và tài sản, phòng ngừa gió giật, sét đánh khi trời mưa dông. Các cấp chính quyền sở tại, gia đình và nhà trường cần nghiêm cấm học sinh không vượt sông suối, các ngầm tràn, đập tràn khi lũ đang về, không chơi nghịch trên bờ các ao hồ, sông ngòi để phòng ngừa mọi hiểm họa.